Sư tử và thỏ. Trên sườn đồi, ở rất xa khu vực các loài thú ở, có một chú sư tử ở đó từ rất lâu. Từ sáng sớm, sư tử thường đi săn mồi. Nhưng một bữa nọ, chú đi săn hoài nhưng chẳng thấy mồi đâu cả. Nó nhếch miệng một mình. Mình chờ đợi cả tiếng đồng hồ nhưng chẳng săn được con mồi nào. Bây giờ quá buồn ngủ, biết làm sao bây giờ. Sư tử ngủ thiếp đi hồi nào không ai biết. Nhưng lúc thức dậy thì cơn đói bụng đã khiến cho nó phải bằng mọi cách đi tìm mồi cho bằng được. Và đi ngang qua khu đồng trống thì bắt gặp chú thỏ con. Nó mừng quá và chủ động làm quen trước. Này thỏ con, đang đi đâu vậy? Có phải đi kiếm mồi không? Nếu đi kiếm thì cả hai ta cùng đi. Chú thỏ con nhanh miệng đáp. Được thôi, bây giờ hai ta cùng đi kiếm. Nhưng ai thấy mồi trước thì sẽ được ăn nhiều hơn. Như vậy có được không hả bác sư tử? Vừa nói xong, cả hai chạy như bay về phía đàn thiên nga đang ăn ở gần con sông. Thỏ biết mình sẽ không bao giờ chạy lại sư tử, nên lúc nào cũng chạy sau để tìm đường tắt về đích trước. Sau khi qua nhiều cánh đồng, sư tử chủ quan cứ nghĩ rằng thỏ là loài nhóc con, không bao giờ nó chạy bằng mình. Nếu chắc nó chạy trước thì cũng không bao giờ về đích trước được. Nếu mình tới trước thì cũng không bao giờ chia mồi cho nó, dù chỉ là một con thiên nga. Nhưng gần tới bờ sông thì sư tử ngạc nhiên và bất ngờ vì thỏ con đã tới gần bầy thiên nga không bao xa. Quá buồn và tức giận, sư tử la to. Ta không thể nào ngờ thỏ lại chạy nhanh quá. Nhưng ta nghi ngờ cuộc chạy đua này không có trung thực và không công bằng. Thỏ con cười kiêu ngạo. Vậy là đúng như giao kết, tới đó thỏ sẽ chia cho sư tử một con thiên nga nhé. Ăn để lót dạ, và nhớ rằng đừng ỷ lại khi thấy người khác nhỏ hơn mình. Sư tử cảm thấy bị thỏ con mắng nhiếc nên đáp lại. Bây giờ từ đây đến chỗ lấy mồi còn một đoạn nữa, sư tử không bao giờ thua thỏ nhóc đâu. Nói xong, cả hai chạy thục mạng đến các cô thiên nga đang đứng gần bờ sông. Nhưng khi đến nơi, cả bầy thiên nga bay mất. Sư tử và thỏ con buồn rầu vì chẳng những không bắt được con mồi nào mà lại còn phải đấu trí, chạy tốn sức. Và điều mất mát nhất là cùng chung cảnh ngộ nhưng không yêu thương nhau mà lại tranh giành mồi ngon của nhau, không biết chia sẻ khi gặp hoạn nạn. Các bạn của mình nhớ đừng bắt chước tính ích kỷ của sư tử và thỏ con nhé.